Sau quãng thời gian bị chỉ trích vì không ghi bàn trong 14 trận liên tiếp, Rasmus Højlund đã tỏa sáng với bàn thắng thứ 6 trong 6 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Theo Opta, Højlund 21 tuổi 14 ngày trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại Premier League. Phút thứ 7, Højlund một lần nữa lập theo kịch bản đầy may mắn. Từ một pha bóng lộn xộn, Garnacho vùng chân dứt điểm đưa bóng đập vào người của người đồng đội, đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Kaminski. Tính trên mọi đấu trường, ba hợp đồng trị giá 60 triệu euro của Man United đã có 13 bàn thắng, đi kèm với đó là hai đường kiến tạo. Chưa dừng lại ở đó, Rasmus Højlund còn giúp Man United tạo thêm hai cột mốc lịch sử. Đó là bàn thắng sớm nhất trên sân khách tại Premier League ở giây thứ 37 và dẫn 2-0 trên sân khách trong thời gian ngắn nhất ngay phút thứ 7. Chiến thắng 2-1 giúp Man United thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 5 điểm. Cơ hội giành vé dự Champions League với Quỷ Đỏ vẫn còn. Đánh bại Luton Town 2-1, Man United tiếp tục chủ trận ấn tượng trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bruno Fernandes lại nhận không ít lời chê bai từ giới chuyên gia và người hâm mộ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi lạc nhịp và nhiều lần làm gãy các đợt lên bóng của Man United. Trong những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, khi Man United cần câu thời gian để bảo toàn cách biệt mong manh, Bruno lại cố tình dứt điểm hời hợt về phía khung thành Luton Town để đối thủ lấy lại được bóng và phản công. Chưa dừng lại ở đó, tiền vệ này còn bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, có thể giúp Man United nâng tỷ số lên 3-1. Đầu hiệp 2, Bruno lừa bóng qua cầu thủ môn Luton và có cơ hội dứt điểm trước khung thành trống. Tuy nhiên, đội trưởng của Man United đã xử lý chậm chạp và thiếu tinh tế để cho Lokonga kịp lui về ngăn cản. Sky Sports đưa ra bình luận, Fernandes đã có một buổi chiều tồi tệ trước khung thành đối thủ. Pha bỏ lỡ trước khung thành bỏ trống của Luton Town không phải lần duy nhất Bruno dứt điểm hời hợt trong trận đấu này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha còn bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn khác. Đội bóng của Erik ten Hag có trận thắng thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Song, ngoại trừ ngôi sao trẻ Kobbie Mainoo chơi ấn tượng, các tiền vệ còn lại của Man United đều chưa đáp ứng được kỳ vọng, trong đó Bruno là cái tên để lại nhiều thất vọng nhất. Trong chiến thắng 5-0 của Brighton trước Sheffield, Mason Holgate của đội chủ nhà có pha vào bóng nguy hiểm. Hậu vệ này bay người đạp thẳng vào chân của Mitoma. Pha bóng diễn ra vào phút thứ 13. Ban đầu, Holgate chỉ phải nhận thẻ vàng. Sau khi có VAR can thiệp, trọng tài Stuart Atwell đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ của Sheffield. Đây là tấm thẻ đỏ nhanh nhất ở mùa này, nhưng hoàn toàn xứng đáng vì một pha vào bóng cực kỳ thô bạo. Guardian đánh giá đây là một trong những pha truy cản thô bạo và xấu xí nhất ngoại hạng Anh mùa này. Kể từ khi VAR được áp dụng và các trọng tài được chỉ đạo xử lý gắt hơn trong các pha bóng mang ý đồ triệt hạ, số lượng những tình huống truy cản thô tại ngoại hạng Anh đã giảm hẳn trong 3 mùa trở lại đây. Cựu tiền đạo Jamie Redknapp cũng cho rằng Holgate có pha vào bóng tệ nhất mà anh từng chứng kiến trong nhiều năm qua. Cú vào bóng có thể hoàn toàn hủy hoại sự nghiệp của Mitoma. Cầu thủ người Nhật Bản may mắn vẫn có thể thi đấu tiếp. Mitoma cũng là người nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu. Ưu thế hơn người từ sớm giúp cho Brighton hủy diệt đội chủ nhà với 5 bàn không gỡ. Tham Mundo Deportivo, trừ khi Vinicius ra đi hoặc muốn thay đổi số áo, Mbappe mới được trao chiếc áo số 7 biểu tượng tại Real Madrid. Thay vào đó, Real Madrid đã chọn sẵn chiếc áo số 10 cho tiền đạo người Pháp. Luka Modric chuẩn bị đáo hạn hợp đồng, do đó chiếc áo số 10 sẽ để sẵn cho Mbappe trong mùa hè tới. Thực tế, tiền đạo sinh năm 98 không quá xa lạ với số áo này. Ở đội tuyển Pháp, Mbappe luôn chơi hay với chiếc áo số 10. Tại World Cup 2018, Mbappe đã nhận giải cầu thủ trẻ hay nhất với 4 bàn thắng cùng một kiến tạo ngay lần đầu dự giải. 4 năm sau, Mbappe đã không thể cùng với Pháp bảo vệ thành công chức vô địch. Dù vậy, anh cũng để lại một cú hat-trick vào lưới của Argentina trong trận chung kết và giành giải vô pha lưới. Hiện tại, Mbappe tích cực đàm phán với Real Madrid để chốt thỏa thuận trong hợp đồng. AS đưa tin, Real Madrid đã chuẩn bị sẵn 500 triệu euro để đón Mbappe. Câu lạc bộ Tây Ban Nha đang có sẵn 128 triệu euro tiền mặt và khoản tín dụng 265 triệu euro. Chủ tịch Perez cũng làm tốt việc cắt giảm tới 78 triệu euro tiền lương trong năm qua. Ancelotti vừa đăng tải đoạn video về việc ông Laporta giao lưu với người hâm mộ trong lúc đang ký tặng áo đấu. Chủ tịch của Barcelona đã được hỏi về trường hợp của Mbappe. Juan Laporta cười gượng và đáp, bạn chẳng biết gì cả. Có lẽ Laporta đã chán ngán những câu hỏi thiếu suy nghĩ như thế này, AS bình luận. Trong khi đó, Goal khẳng định thương vụ Mbappe đến Barcelona sẽ không bao giờ xảy ra. Barcelona không chỉ khó thuyết phục Mbappe từ chối Real Madrid. Thực tế Mbappe chỉ đàm phán với Real Madrid mà còn không đủ chi phí để trang trải thương vụ chuyển nhượng.
nhà đương kim vô địch La Liga, đang nợ hơn 1,3 tỷ euro, qua đó trở thành rào cản trong việc bổ sung những tân binh, chứ chưa nói đến kích hoạt những ba hợp đồng bom tấn. Mundo Deportivo tiết lộ, Barcelona còn đang lên kế hoạch bán đi bộ đôi De Jong và Koundé để cân bằng ngân sách. Xavi là người hiểu rõ điều này. Tháng trước, khi được hỏi về việc ký hợp đồng với Mbappe hay Haaland, Xavi đã thừa nhận: "Tôi sẽ gắn bó với những cầu thủ mà tôi có. Với tình hình hiện tại của câu lạc bộ, chúng tôi không thể nghĩ đến những ba hợp đồng tầm cỡ như vậy." Bayern Munich có thêm một trận đấu gây thất vọng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Bochum. Đội bóng xứ Bavaria lần đầu để thua Bochum sau 2 năm và để Leverkusen nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm trong cuộc đua vô địch. Truyền thông Đức đưa tin, ban lãnh đạo Bayern Munich đã tổ chức một cuộc họp khẩn ngay sau thất bại trước Bochum. Bild tiết lộ ban lãnh đạo đang cân nhắc sa thải Thomas Tuchel trước khi đá trận đấu lượt về vòng 16 đội Champions League với Lazio diễn ra vào đầu tháng 3. Những nhà điều hành của Bayern Munich lo sợ đội bóng sẽ vứt đi cả mùa giải nếu cứ tiếp tục thi đấu như hiện tại. Bayern đã thua 3 trận liên tiếp trong vòng hơn một tuần qua. Họ để thua trước Leverkusen, Lazio và mới nhất là Bochum. Trước đó, đội bóng của Thomas Tuchel đã bị loại khỏi cúp quốc gia Đức. Hiện họ chỉ còn 2 cơ hội ở sân chơi Bundesliga và Champions League. Kicker tiết lộ, chủ tịch và CEO của Bayern Munich đã họp bàn, sau đó cân nhắc mọi khả năng trước khi đưa ra quyết định sa thải Tuchel. Xong, huấn luyện viên người Đức khó trụ lại Bayern cho đến hết tháng 2 nếu tiếp tục nhận kết quả xấu xí khi đối đầu với Leipzig ở vòng đấu 23 diễn ra vào ngày 25 tháng 2. Valentine năm nay, Kai đăng bức ảnh hẹn hò cùng với bạn gái ở nhà hàng Tattoo Manchester. Mail đưa tin, cả hai mới công khai mối quan hệ vào cuối năm. Jasmine cũng đăng tải hình ảnh thân mật với Kai lên trang cá nhân. Cậu cả nhà Rooney còn tặng bạn gái một bó hoa lớn. Kai sinh ngày 2 tháng 11 năm 2009, tức chỉ mới đón sinh nhật 14 tuổi vào cuối năm ngoái. Truyền thông Anh tiết lộ, Jasmine là một cổ động viên của Man City và thường xuyên khoe ảnh đến Etihad để cổ vũ đội bóng. Cô cũng có mặt trên đường phố khi Man City diễu hành ăn mừng cú ăn 3 mùa trước. Trong khi đó, Kai hiện đang khoác áo đội trẻ của Man United. Cậu gia nhập vào tháng 12 năm 2020 sau các thời gian ăn tập ở đội trẻ của Man City. Đội ngũ tuyển trạch của Man United phải mất nhiều nỗ lực để thuyết phục cậu con trai cả nhà Rooney rời bỏ đội bóng cùng thành phố. Trong năm đầu tiên chơi cho đội bóng cũ của người cha, Kai Rooney đã ghi tới 56 bàn và có 28 kiến tạo cho đội U12 Man United. Màn trình diễn của Kai Rooney còn khiến giới chuyên môn và nhiều nhãn hàng chú ý. Năm 2022, Kai gây xôn xao khi ký hợp đồng tài trợ lên tới 150.000 bảng một năm với thương hiệu trang phục thể thao nổi tiếng đến từ Đức.